Trong hành trình dài của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Top 35 đã có khoảng thời gian trải nghiệm thú vị tại Vũng Tàu, thành phố biển xinh đẹp với nhiều hoạt động tại đây. Chào đón các cô gái là những địa chỉ trú chân vô cùng sang trọng và tiện nghi. Hãy cùng theo chân các cô gái tham quan một vòng nhé! Song song với lịch trình trải nghiệm, các thí sinh còn được thử sức mình với buổi chụp hình profile bikini đầy nóng bỏng tại bãi biển Vũng Tàu. Các thí sinh của chúng ta đã thể hiện rất tốt từ cách pose dáng, thần thái tự tin đã khiến cho ekip không khỏi bất ngờ. Vũng Tàu, điểm đến thần tiên, là nơi diễn ra những phần thi phụ và người đẹp thời trang là một phần thi nằm trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam 2020. Để góp phần làm nên sự thành công trong đêm thi người đẹp thời trang, không thể thiếu các nhà thiết kế nổi tiếng, những người tạo nên những bộ cánh tuyệt đẹp, đồng hành cùng các thí sinh, giúp các thí sinh bùng nổ trên sân khấu người đẹp thời trang. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Nhà thiết kế Đinh Thành Long. Neva Fashion hứa hẹn sẽ mang đến những phần trình diễn cách quốc mãn nhãn. Và đi kèm những bộ cánh lộng lẫy ấy là sự kết hợp món phụ kiện trang sức quý giá của IGC và Long Beach Burn. Tất cả hòa quyện lại với nhau, tạo nên sự sang trọng, thanh lịch trong đêm thi, giúp thí sinh tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn từ ban giám khảo và đông đảo khán giả đang xem chương trình. Một hành trình mới lại bắt đầu. 35 thí sinh đang không ngừng cố gắng tập luyện và ban tổ chức, ekip Hoa hậu Việt Nam làm việc gấp rút để chuẩn bị cho đêm chung kết toàn quốc sắp tới diễn ra vào ngày 20 tháng 11 tại nhà thi đấu Phú Thọ.
với sự chuẩn bị rất là tỉ mỉ và chăm chút của các anh chị ekip. Khi mà bước đặt chân tới sàn diễn này thì cái khó khăn đầu tiên của mình là mình còn đôi chút hơi là bỡ ngỡ, nhưng mà sau những cái lần tập duyệt cũng như là được hướng dẫn đội hình từ các anh chị biên tập thì bản thân mình là bây giờ đã thấy tự tin và tỏa sáng hơn. Những bộ sưu tập của các nhà thiết kế đều rất ấn tượng và vô cùng đẹp mắt. Mình hy vọng rằng phần trình diễn của mình cũng như 35 thí sinh khác sẽ thật thành công và tỏa sáng. Tụi em cũng đã tập luyện rất là nhiều cùng với nhau thì bản thân em cũng sẽ cố gắng hết sức, và em mong rằng không những em mà còn 35 bạn thí sinh còn lại cũng sẽ cùng nhau cố gắng để hoàn thành đêm diễn xuất sắc nhất có thể. Hãy có một tinh thần thật là tốt và một thần thái cũng như là những bước catwalk thật là tốt để có thể tỏa sáng nhất trên sân khấu. Cả đã sẵn sàng cho những chặng cuối của đường đua nhan sắc. Hãy cùng đón xem những hành trình tiếp theo của Hoa hậu Việt Nam 2020.